Cuộc sống khó khăn thật, nhưng nếu hiểu trọn vẹn 10 chân lý này, không gì là không thể vượt qua. Sự yên bình trong tâm trí là trạng thái tinh thần khi bạn chấp nhận điều tồi tệ nhất. Truy tìm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu, bạn không thể nào tìm được, nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. Trong một số trường hợp, nếu không yêu cầu, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được. Cẩn thận với những suy nghĩ của bạn khi ở một mình và cẩn thận với ngôn từ của bạn khi ở chốn đông người. Niềm tin cũng giống như sóng Wi-Fi, bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có sức mạnh để kết nối bạn với những gì bạn cần. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều, thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Tình yêu, tình bạn không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. Đôi khi có ngu ngốc một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời, nhưng hai lần phạm một lỗi lại là chuyện khác. Muốn yêu thương người khác, bên trong bạn phải thật sự ổn trước đã. Nếu bạn xuất sắc hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tị với bạn, còn nếu bạn xuất sắc hơn rất nhiều, người khác sẽ hâm mộ bạn. Đây chính là điểm khác biệt.